mình mới đi siêu thị về các bạn, tụi đi mấy tiếng đồng hồ luôn. Với lại tại Alex nó ngủ tụi mình chạy vòng vòng á. Anh Hùng ảnh mua mấy cái đồ để chuẩn bị làm Halloween cho Alex chơi nè. Đó. Ghê quá. Toàn là đồ ghê quá. Đồ không trẻ không à. Đó. Đây nữa. Trời ơi. Kẹo bánh nữa. Quá tay. Chưa đâu Alex. Đó thì anh Hùng anh hảo ngọt cho lắm các bạn. Mình thì mình không có thích ngọt gì mấy ha. Còn anh Hùng là đạo ngọt. Bánh ngọt đó. Alex cái đó con đổ vô trong kia. Đó. Anh chút nữa mình nấu lẩu ăn ha. Ra cắt rau ngay tại em bỏ cá ra rồi. Để ventilate. Bóng cái này Alex sợ không? Với mình có mua, mình không có mua trái bí thật các bạn, mua trái bí giả. Trái bí thật nó cũng giá mình đó. Dạ, định mua trái bí thật á, nhưng mình mà mình, cái tay mình đau quá mình không cắt được, cái lại mất công quá thôi. Mình thấy có cái này nè, nó bằng đất nung quá các bạn, đất á, cho nên mình thấy cũng được. Đó thì chút xíu nữa mình sẽ ra ngoài vườn mình hái rau các bạn, mình còn cải thìa đó để nhúng lẩu ăn ha, với lại cá đây để mình lấy ra cho các bạn xem. Cá này cá câu mình bỏ đá đó thì một chút xíu nữa mình sẽ làm các bạn. Bây giờ nó tan nè, trời này tụi mình chỉ lòng vòng ở nhà thôi chứ không có đi ra đường được hết, tại trời mưa á các bạn. Hôm nay 2 ngày rồi mới ra ngoài đường á. Nè cá này ngon lắm. Đó các bạn. Giờ mình sẽ làm đó. Cho anh Hùng ảnh chuẩn bị mấy cái Halloween của ảnh đi. Nhìn mấy cái đầu sọ rồi nhìn thấy ghê. Mà ổng nha lát thì thích. Mình sẽ làm cá đây. Cái cây cạo giấy cá của mẹ mình gửi ở Việt Nam qua này các bạn sử dụng liền. À cá này nè, cá các bạn đó. Đó cái cá này hôm bữa tụi mình câu nhiều lắm luôn thì để lại các bạn để dành mình ăn lẩu mùa này nè, đã lắm. Bỏ ra thì nó cũng còn tươi y thinh. Để qua đây. Wow, cạo đã lắm. Trời ơi, không ghê lắm. Đâu? Mất tiêu rồi. Đây này. Ủa, mất tiêu rồi. Cái gì đâu, giỡn dữ. Bớt đây mà. Nè. Thấy không? Hồi nãy mình không chịu mua cái đó mà một hai ổng đòi mua cho bằng được, thấy nó không có đẹp mà nó ghê, mà ổng nói Halloween là phải thấy ghê. Ghê quá. Mới làm xong rổ cá nè, ngon các bạn, quá ngon luôn á. Bây giờ thì mình sẽ ra mình hái rau ha, mình sẽ hái chút rau này vô để mình nhúng lẩu ăn các bạn. Trời ơi, tối mình bật đèn nè các bạn. Mùa đông mà cây vẫn còn xanh ha.
quá trời tốt à. Coi này các bạn, bây giờ nó cao này, giống như cây cổ thụ rồi nè, gần 1 mét rồi quá. Ôi coi nó cao kìa. Cái này nó sống được mùa đông luôn á. Nhổ cây này luôn nha. Cây nào? Cây nè. Chắc nhổ bớt cây đi. Anh quay vô đây để em kể tội anh coi. Các bạn coi cải mà ổng cắt nè các bạn. Nhiều quá, cắt bớt đó. Mà cắt ở trên đây nè. Coi nè. Bó tay anh luôn á. Cắt đường phải lấy cái dao. Cái dao em. Trời kéo luôn hả? Cái dao không có lấy ra rồi chạy ra đi. Xanh. Nè, rau cải mùa đông nè các bạn. Đây nè. Trời ơi ha. Hai cây đó hồi nhúng lẩu. Để em nữa. Nè. Rồi. Đi vô trong nhà kiến. Cũng còn được mấy bụi nữa nè. Trời ơi, hình như nó vô nó ăn nữa anh. Phải hả? Nè anh coi. Nay hả? Ủa? Để coi từ từ. Trời, ăn nữa nè, nó môi cái này của em lên. Coi này các bạn, mấy con nay nó vô nữa nè. Bữa nay thấy dấu chân nhiều rồi nè. Hôm bữa là còn lá, hôm nay rụi luôn. Nó ăn là tùi lũi hết luôn rồi đó. Cho nó thôi, ăn cái đám này luôn đi. Cho nó ăn đi, làm phước cho nó đi ha. Mà mấy con nay này nó cũng nhát lắm. Chắc nó chờ ban đêm mình ngủ rồi đó. Hay rạng sáng á, nó mới có nó. Đây là gọi là vườn rau mùa đông nè. Mấy cái thùng này hôm bữa chà rửa lại. Hôm nay nó khô rồi cho nên em sắp dọn rồi. Vườn rau mùa đông nè các bạn. Cái này để em ụp ra bỏ đi. Em vẫn còn xanh nè thấy không? Dạ, rửa rửa. Thì đó, bắt đầu mình sẽ hái cái này nè. Cải thìa cũng còn tốt nè. Thế em lấy kéo lên tắt. Mùa đông mà 3 ngày rồi mình mới ra đây nghe các bạn. Tại mưa gió, trời cái bụi đó tiêu hết. Nó khô hay gì vậy? Hay nó lạnh? Dạ, nó không có túi nước, nó rụng với lại phần nó lạnh đó anh. Đó, hồi nhúng lẩu ăn. Ăn được cái nào ăn. Em nhổ hết luôn quá hả? Chứ để chi nữa ta? Mấy cái đầu này anh nghĩ nó còn sống lâu lắm đó. Sống lâu. Cái để đó nè. Nó già anh à. Cái này nè, trời ơi, cái cây này tốt dữ sợ luôn các bạn. Tốt quá trời tốt. Cây đó để ngày mai hái xào hả? Ừ. Ok. Mai mốt gì á? Cái này còn đợt bánh xèo đồ nữa nè. Dạ. Bầu thì cũng còn lai rai, vài trái rồi mà chắc cũng hư hết rồi. Bên này cũng còn nè nhưng mà nó hư hết rồi, thôi em cắt vô nhúng lẩu luôn. Cũng còn nước này mà do nó lạnh á. Dạ. Hồi đem cái chậu đó vô nhà đó. Có chậu nào? Để rồi đó. Chậu tiết tô á. Với mấy cái chậu này nè em. Mấy cái chậu này như nè, mình vô mình dưỡng lại được không biết không? Dạ. Có dưỡng lại được không? Mấy cái bầu á nó bị hư á các bạn. Nè nó lạnh quá, nó hết lớn nổi cho nên mình hái vô nhúng lẩu luôn. Lạnh á, cho nên bây giờ nó mọc ra cũng như không à. Dạ. Lạnh quá là chịu không nổi nha. Nó cũng thúi thúi cái đầu, em cắt vô luôn à. Nhỏ gì ăn ngon. Trời ơi, cây chuối rồi đâu rồi? Cây chuối bên kia kìa, chắc đem vô nhà luôn anh. Phải đem vô á. Đây nè các bạn, nó lạnh quá rồi. Lá bắt đầu nó uống rồi nè. Uống không? Cao tầng về lá có để dành không ta? Nó lạnh quá nó cũng đụng hết rồi. Lạnh quá là chịu không nổi. Vậy mà mấy cái cây này cũng còn xanh. Dạ. Ha, mấy cái cây gì nè, rau gì nè? Rau răm. Rau răm. Hy vọng nó sống tới năm sau đi. Cần. Cần này. Cần nó cũng đang lên lại á. Nó cũng còn xanh, ngộ ha, cái cần này nó cũng chịu lạnh ha. Dạ. Thôi bây giờ chắc em với anh nó khiêng vô từ từ mấy cái chậu này để dưỡng lại anh nè. Ha. Thì khiêng vô nè, để anh khiêng okay, vô. Ok rồi. Nâng ở đây được rồi đó. Mấy cái cây này thơm quá. Dưỡng đi, ráng dưỡng đi, thơm. Thơm mà. Không mà mình dưỡng nó lên lại đó, anh nghĩ vậy đó. Dạ. Này, lạnh nó teo rồi nè. Nó rụng lá hết rồi các bạn, hôm bữa xum xê quá. Teo rồi, teo buri rồi.
thì nó còn xanh đây nè. Ồ, mấy... mồng tơi á ha. Mồng tơi này chịu lạnh hả? Giỏi vậy. Nè, thấy chưa? Được nấu canh nữa đó em. Dạ dạ. Ừ, mai 21 ra làm nấu canh nữa đi. Mình quay hả? Bây tơi. Giờ ở ngoài trời nó tối rồi các bạn. Ừ, phải dùng đèn pin này các bạn. Không ngờ, không ngờ mồng tơi cũng chịu lạnh ha. Dạ, để em cắt tép xả. Mồng tơi Việt Nam mà chịu lạnh là quá hay rồi. Hay á. Lục bún. Lục bún chuẩn bị ăn lẩu tiếp ha các bạn. Đây này rửa nãy giờ hả? Em rửa rau lâu lắm tại em về em sợ sâu á. Cho nên em rửa tay tẩu. Giờ ráng ăn hết cho nó nhanh đi chứ mùa đông tới rồi. Cây lá nó cũng hư rồi. Dọn dẹp cái vườn nó luôn. Chắc tuần tới dọn cho nó sạch hết luôn á ha. Chắc tuần tới là mình sẽ ruộng bỏ cái dây bầu á các bạn. Ừ. Cái dây bầu đó nó em thấy nó cũng tàn hết rồi. Dây bầu ở dưới còn, dưới dưới trên nữa. Dạ. Nó còn vài trái đu đưa ở trên cây á. Ta nghĩ tới đó nó cũng hư rồi, ăn không được đâu. Nó không có lớn nữa thì chắc mai mốt mình ra mình cắt vô. Lạnh quá. Mùa đông thì dọn dẹp. Nó cỡ này nè. Cái đầu nó lạnh quá, nó hư. Nó hư cái đầu quá. Dạ. Lạnh quá các bạn. Còn ăn được hả? Được chứ, nhúng lẩu ăn. Lớn thì em rửa rồi. Lớn thì ăn lớn, nhỏ thì ăn nhỏ. Dạ. Màu lẩu nè. Rau cho tính ra chắc mình cũng còn ăn mấy đợt nữa các bạn ơi. Chứ... năm này cũng nhờ mình trồng rau mà ăn rau quá trời ha. Dạ. Mấy năm trước mình đâu có thời gian trồng, toàn đi mua không? Toàn đi mà đi mua nó mất thời gian các bạn, tại vì chỗ mình chạy xuống nó cũng xa. Chứ là nó không được ngon, không được tươi như cái này. Tươi không? Đó. Đầm đá thì nó cũng còn tươi quá nè. Wow. Trà của mình nè em, nó thịt không nè, các bạn thấy không? Trà mình trồng nè, thịt không nè, mà màu sắc đẹp ghê á. Ừ. Cái con của nó thiệt là nhiều thịt vậy đó. Đặt ruột con các bạn, đã đó. Nó không phải như mấy trái cà kia mình cắt ra nó nước không ha. Ừ. Wow, được một nồi lèo. Nước lèo. Nước lèo. Rau của mình là cái dĩa rau là ăn tiền ha các bạn ha. Đó. Hấp dẫn chưa? Cái này là cải thảo cái gì á? Cải thảo nhưng mà nó lai lai cải xanh các bạn, ngộ lắm. Đó. Bầu nha. Nè. Tươi rối rối luôn á. Mặc dù để đá, mình để đá nhưng mà cái lúc sống mình đem lên mình để đá liền á các bạn, cho nên là nó còn giữ tươi dữ lắm luôn. Chuẩn bị nhập tiệc. Có hai đứa mình thôi, cuối tuần á các bạn. Nó nặng quá. Do cái dĩa nó nặng. Mời các bạn nhập tiệc nha. Đây nồi súp tóc hành các bạn. Sao không? Sao úp vậy? Để từ từ. Mùa hè có công đi câu xong rồi mùa đông có ăn các bạn. Không, ăn cũng cá tươi như thường anh ha. Đó. Đang bật lên. Ngon lắm luôn á. Trời này mà lạnh lạnh nè, cái mình ăn ổ thái á. Bắt lên. Cá nè. Ừ. Đi trước ha. Ừ. Chút nữa ăn hết rồi đó. Cho nó chín trước đi. Đói bụng dữ rồi. Hôm nay đi quá trời đi luôn á. Mà thường tụi mình ăn có một buổi một mà các bạn. Ăn có buổi chính là buổi này nè. Còn những cái buổi kia ăn bánh mì hay là cái gì chút chút vậy đó. Ngon chưa? Mời các bạn cùng ăn chung nha. Mời cả nhà ăn lẩu nha. Mời các bạn cùng ăn lẩu nè. Lẩu Thái. Nhà đúng mình không? Ăn, em ăn chút rồi. Nhà mình thích nhất món lẩu Thái các bạn, tại nó chua chua dễ ăn á. Cái lẩu Thái này ở bên Việt Nam cũng thuận mà. Và bữa mình sẽ đi quay cho các bạn coi những cái
cái nhà di động đó em. À cái mobile tức là cái, à, cái xe mà giống như cái nhà các bạn. Cái gì cũng có trên đó đó các bạn. À, tụi mình cũng thích cái xe đó lắm. Cái đó. Các bạn có thể đi du lịch sang nước này nước khác luôn á, tại vì trên cái xe đó nó đầy đủ tiện nghi như là một cái nhà nhỏ vậy. Đúng rồi. Mình vừa di chuyển nè, đó là chiếc xe á, mình di chuyển đi đâu á, thích xuống biển cũng được, lên núi cũng được, vô phố cũng được. Có đầy đủ rất là tiện nghi. Toilet, phòng ngủ. À, nhà bếp. Mấy cái mùa như mùa dịch này nè, mấy cái xe đã bán chạy lắm á, hot lắm á các bạn. Thay vì người ta mua nhà nghỉ mát mà tốn tiền nhiều nữa ha, mua cái xe đó quá tiện luôn. Cái hôm mùa thu á, mình kêu anh Hùng định thuê chiếc xe đó để mà mình đi trải nghiệm á các bạn. Tuần này cho thuê là. Nhưng mà anh Hùng ảnh cứ lương cho nên qua luôn á. Mình thích chiếc xe đó dữ lắm. Đi trải nghiệm tỉnh này tỉnh kia vui. Thay vì mình ở khách sạn đi máy bay thì nó quá ngại. Ngại đi ăn nhà hàng đồ nó ngại á. Với lại khách sạn đồ này kia mình cũng biết rồi. Bây giờ mình muốn trải nghiệm cái xe đó. Đúng rồi. Cái xe đó bây giờ năm nay hot dữ lắm. Dạ. Bán chạy. Bữa nay làm cái nước mắm cái trái ớt mà nó cay nhất thế giới nè bạn. Cay nhất thế giới vậy? Cay. Cay. Không ngờ cũng có nhiều bạn biết cái trái ớt đó đó. Ăn được không? À lấy cũng hảo ăn cá đó. Có bạn nói là có loại ớt cay hơn nữa. Ghê quá ha. Nhưng mà ăn một thời gian thì nó cũng quen. Nó quen ăn cũng đã lắm. Mình bắt đầu hơi quen rồi đó ha. Ăn đừng có để nó đụng cái môi nha. Đúng đụng rồi. Cái môi là tiêu luôn. Cả cái môi sưng như môi môn vậy đó. Hôm qua mình đi coi nhà của anh hôm qua hôm kia. Kia gì đó. Ờ hôm kia tụi mình đi coi nhà các bạn. Thật ra cái nhà đó đó là cái giá nó rẻ ha, do nó có nhiều cái người ta không thích các bạn. Nếu như mà người ta mua ở người ta sẽ có những cái lựa chọn khác. Đúng rồi. Còn chỗ đó là chỉ thuê chứ không ai vô ở hết, cho nên cái nhà đó đang cũng lâu rồi không bán được đó các bạn. Thứ nhất là cái nhà nó gần mặt tiền, gần mặt đường. Ở bên Việt Nam á thì thích nhà mặt tiền, mặt đường rồi hết các bạn. Còn ở đây á, nhà mặt đường lại rẻ hơn là nhà trên núi đồ hay là ở trong đồ những cái khu mà này kia đó. Cho nên là ở mặt đường á, thứ nhất là nó ồn nè, rồi cái nhà đó là các bạn không có cái view gì để nhìn đó. Các bạn vô trong nhà là nó giống như nó bó lên trong cái hộp vậy đó. Đúng rồi. Rồi thêm cái đường mà chạy xe vô trong nhà các bạn, nó hẹp mà chiếc xe lắm. Vô chiếc xe mà lớn á ha, cỡ như xe mình thôi là cũng rất là khó vô á. Cho nên mình nghĩ nếu mình mua sau này bán lại cũng sẽ khó lắm các bạn. À, thì cái nhà đó mình nghĩ là chỉ thuê thôi chứ người ta mua người ta sẽ không mua. Nếu mà thuê là những cái người mà ăn trợ cấp xã hội các bạn, xã hội người ta thuê nhà cho ở á, hoặc là những đứa sinh viên á anh ha. Nó thuê rồi nó chia phòng nhau nó ở á. Chứ mà mua thì mua mà để người ta ở luôn thì người ta sẽ không có chọn cái nhà đó. Cho nên cái nhà đó cái giá nó rẻ nha các bạn. À, nó rẻ, nó gần phố thôi nhưng mà nó nằm cái chỗ nó không đẹp. Không đẹp. Cho nên cái nhà đó tụi mình cũng không thích nữa. Kinh doanh thì nó có nhiều dạng để kinh doanh. Cái hạn như cái xe di động mà nãy mình nói á. À cũng cho thuê được đó. Cái giá thì nó sẽ rẻ hơn nhiều nhưng mà cho thuê thì nếu mà đắt á thì cái tiền thu hoạch cho thuê nó còn nhiều hơn cái kia gấp đôi gấp ba lần. Bởi vì cái này mình thích. Cái xe đó mình có thể muốn cho muốn tuần nè, muốn tháng nè. Thì mình coi ở trên mạng là những cái xe như đó đó nó cho thuê là một tuần là 2.000 đô á. 2.000 đô một tuần đó các bạn. Cho nên những cái thời điểm mà nó giống như ngay cái mùa á,
ha, thì cái giá nó vậy. Còn mà ví dụ như qua những cái mùa mà du lịch đó các bạn, qua cái season ha, qua cái mùa ha, thì cái giá nó hơi thấp chút xíu. Giá là mới luôn. Ghe tàu thì mình cũng có thể cho thuê được. Ừ. Nhưng mà năm vừa rồi mình không có thuê, cho thuê. Sợ nó chạy banh quá các bạn. Nghĩ lại của mình để đi chơi mà. Thì cảm ơn các bạn đã xem clip của gia đình nhỏ. Hẹn các bạn vào những clip sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bữa sau tâm sự lại nữa nha các bạn. Bye bye. Bye bye các bạn.